Xin kính chào tất cả các bác và anh em. Bên nhà em vừa xuống xe được cặp loa của JBL đây. Anh em nào đang cần những cặp loa chơi phóng hát gia đình, vừa có thể nghe nhạc vừa có thể hát karaoke gia đình chuyên nghiệp thì đừng có bỏ qua video này của chúng tôi các bác nhé. Dòng loa này có tên là KP6052 đến từ JBL, hàng nhập khẩu loại 1 bên em. Về được vài cặp như thế này thôi thì là cũng bật mí cũng như là loại luôn cái mức giá bên em sẽ bán ra cho các bác mấy khách hàng ở những video tiếp theo. Dòng này thì bên em sẽ bán với mức giá loanh quanh khoảng độ 7 triệu đồng một cặp loa đến từ JBL. Chắc hẳn là sẽ có rất nhiều bác đang rất muốn sử dụng những cặp loa đến từ thương hiệu rất là lớn này, JBL, hoặc có một cái tên khác rất là Việt Nam đó là JBL. Dòng loa nếu như anh em mua phải những cái dòng loa như kiểu là anh em đi tìm kiếm những dòng loa gióng hoặc là những cái hàng đóng ấy, thì nó cũng giá dao động trong khoảng tầm hơn 5 triệu đồng rồi. Và chẳng có lý do gì để chúng ta không nên mua một cái dòng sản phẩm hàng nhập khẩu nguyên chiếc nguyên thùng như thế này với mức giá chỉ loanh quanh 17 triệu đồng thôi. Và anh em có ngay sở hữu ngay con KP6052, số lượng 3 bé em chơi trải nghiệm hóa gia đình tốt nhất với cặp loa full bass 30. Và cùng với em tương ngày hôm nay đập hộp và trải nghiệm dòng loa đến từ bên cả Tùng Audio nhá. KP6052 và chắc chắn sẽ không nào các bác và em thích thất vọng ở thời điểm hiện tại đâu. Một dòng loa mà được rất nhiều anh em làm âm thanh review thôi. Và bên em thì cũng gọi là đi muộn so với thị trường quá là nhiều, nhưng mà được cái là bên em đi muộn lại bán với giá thấp, thế nên là chắc chắn rồi sẽ được rất nhiều anh em ủng hộ thôi. Cùng với em Tùng xem là hình thức bên trong và chất âm của em JBL KP6052 này sẽ như thế nào. Đây các bác thấy thùng hộp chắc chắn không? Từ nhà sản xuất họ gửi về cho bên em đấy, nguyên kiện nguyên thùng đấy các bác thấy chưa? Chưa hề qua bất kỳ một cái công đoạn thử xử lý như thế nào đâu. Ngày mai thì em Tùng sẽ là người đầu tiên trải nghiệm cho các bác xem được cái dòng loa bass 30 đến từ JBL này, hàng nhập khẩu các bác. Rồi chơi những cái hàng nhập khẩu như thế này nó mới chất lượng. Và đây là việc một vài anh em rất có thể là ít biết về âm thanh ấy, các bác ra cửa hàng thậm chí là có những người bị mua hớ, mua những cái dòng loa mà hàng Việt Nam đóng nhưng mà giá thành rất là cao, về sử dụng được một năm, chưa đầy một năm thôi tiếng lại bắt đầu xuống rồi, và trong khi đó là chúng ta lại phải mua lại thêm loa, và khi đó thì các bác thấy em mất rất nhiều chi phí rồi. Đây, các bác được nhìn thấy ngay bên trong thùng hộp đã ghi luôn, đã đầy đủ nhá, hộp này các bác thấy rất là chắc chắn. Bây giờ thì cùng với em Tùng bỏ ra và trải nghiệm dòng loa đến từ JBL các bác nhá. Đây là hình thức của mẫu sản phẩm JBL KP6052 các bác ạ. Nhìn thấy hình thức trên video ngày hôm nay như thế nào? Rất là đẹp đúng không ạ? Đúng chính xác rồi, những cái hàng sản phẩm nhập khẩu như thế này từ cặp loa của em JBL các bác đã được nhìn thấy ở trên video ngày hôm nay. Rất là đẹp, xuất sắc luôn. Với những mẫu hàng nhập khẩu thì chúng ta đừng lo về chất lượng gì cả đúng không ạ? Dòng này thì các bác được nhìn thấy về phần giải ấy căng này, em thích nhất cái giải ấy căng của em JBL này. Và các bác nhìn thấy. Đấy, làm chắc chắn đẹp tỉ mỉ không? Đấy, không tì vết luôn các bác nhé. Và các bác nhìn thấy lớp sơn này đây, lớp sơn đây, hàng mới tinh luôn các bác. Nếu như anh em mà sử dụng hoặc là trải nghiệm một con JBL KP6052 như thế này trong phòng hát gia đình, đầu tiên là sẽ sự chuyên nghiệp phải có rồi đúng với mỗi sản phẩm loa mà đến từ JBL, thì các bác anh em cứ yên tâm chơi thì không có điểm gì để chúng ta có thể chê được nữa. Đây mặt sau đây em cũng quay luôn một số thông số cơ bản của em JBL KP6052 nhé. Có tên model này, vẫn còn nguyên lớp ni lông nhé để cho anh em nhận hàng về chúng ta tự bóc. Đây, cảm nhận cái cảm giác mà chúng ta được bóc hàng mới nó sẽ như thế nào. Bên em thì thay vì cái công việc là được bóc cái này thì thôi, em để dành cho em khách hàng vậy. Và em cũng không có khả năng để em bóc hàng nữa, bởi vì cái này thì để dành riêng cho anh khách hàng rồi. JBL KP6052 trở kháng 8U, nhập khẩu hàng Trung Quốc. Nhưng mà các bác em yên tâm nhé, những cái dòng loa như thế này mà anh em chơi gia đình thì rất tuyệt vời đấy. Bass 30 đầy đủ, full cả bass cả chép. Dòng này thì sẽ là bass chép côn từ thường, các bác và anh em chơi thoải mái không? Và bây giờ thì cùng với em trải nghiệm cặp loa đến từ JBL, đặc biệt là mẫu loa KP6052 nhé. Bây giờ thì cùng với em Tùng trải nghiệm cặp loa JBL KP6052 anh em nhé. Và em thấy rằng là một số anh em làm âm thanh có review qua cái bộ cặp loa này rồi, và cũng đánh giá là cái dòng này có tiếng bass cũng rất là khỏe. Và ngay bây giờ thì cùng với em trực tiếp trải nghiệm dòng loa được rất nhiều em đánh giá cao với phòng hát gia đình JBL KP6052. Và các bác hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh nhé.
trải nghiệm cặp loa JBL KP6052 rồi đúng không ạ? Và em cũng đứng ở đây và em nghe được cái cảm giác khi chúng ta sử dụng một cặp loa nhập khẩu nó chất lượng đến như ta. Và đúng như anh em âm thanh đã từng review, cái dòng này thì tiếng bass đánh dàn được thật các bạn. So với những cặp loa khác ấy, thì dường như là những cặp loa full thì nó sẽ nghiêng nhiều hơn về cái giải tiếng. Nhưng với cặp loa của JBL KP6052 như thế này, em thấy là tiếng bass đánh ra rất là lớn. Thậm chí nếu như các bác và em không cần chơi súp, chúng ta vẫn có thể chơi và nghe được nó rất hay đến từ giải bass của JBL KP6052. Và cũng như bên Nam Tùng đã giới thiệu ở đầu video rồi, cũng đã bật mí cho anh em với mức giá thành là trong khoảng độ 7 triệu đồng một cặp loa nhập khẩu và hàng tốt chất lượng xịn loại 1 như thế này, thì anh em đừng nên bỏ qua. Nếu như các bác đang có nhu cầu mua những cặp loa gia đình mà với mức giá thành hợp lý thì liên hệ trực tiếp ngay số điện thoại bên Tùng nhé, 0979629336 là số điện thoại bên Tùng Audio Hải Dương, để có ngay cặp loa JBL nguyên thùng nguyên kiện cho anh em nhập khẩu và các bác về trải nghiệm âm thanh, vừa có thể hát karaoke gia đình tốt này, vừa nghe nhạc một cách chuyên nghiệp, và tiếng loa ra thì các bác đã được trải nghiệm và thưởng thức ngay ở trên video ngày hôm nay của bên Tùng. Và cũng như vậy là bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả anh em ở khắp mọi miền Tổ quốc. Anh em chỉ cần để lại thông tin, số điện thoại và bên em sẽ giao hàng tận nơi cho các bác và em kiểm tra hàng và thanh toán sau. Với việc là hôm nay bên em về được cặp loa như thế này thì sẽ rất hân hạnh được cho các bác và anh em có thêm một sự trải nghiệm mới, hoàn toàn mới và tính chất lượng âm thanh tốt nhất cho khoa gia đình, bằng việc chúng ta liên hệ qua số điện thoại bên em để nhận được mức giá ưu đãi nhất của bộ sản phẩm cặp loa JBL KP6052 nhé. Video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn lại tất cả bác và anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.